Vâng, chào các bác. Tiếp tục buổi sáng hôm nay em sẽ lên sóng giới thiệu các bác lô vàng mới về. Lô vàng T3, Siso T3. Đây là dòng vàng bãi, em mới về được ngày hôm qua. Hôm nay sẽ khui rồi giới thiệu các bác luôn. Về Siso T3 thì em không phải giới thiệu nhiều, hàng này em đã bán rồi. Đấy, em này em đã bán rồi. Thì những cái đời này thì có cổng quang không nhá. Cổng quang đầy đủ hết. Có cổng quang. Đấy, hai đường mic, có chế độ hai đường mic riêng biệt. Đấy, dòng này thì bán nhiều rồi cho các bác rồi, thì chất lượng thì không thể chê được. Đặc điểm của dòng này là họ dùng nguồn xung và cái công suất tiêu thụ rất là thấp, khả năng tản nhiệt gần như là không có, nên sẽ không có hệ thống tản nhiệt ở đây. Rất là nhiều đường ra, căn chỉnh được cả đường vào đường ra, nói chung là rất là tiện lợi về cho các bác nào EFX rời làm sự kiện và gia đình đều là tuyệt vời. Thì em đã từng test cho các bác này, thì nếu mà về chất âm và về độ ổn định thì Siso T3 đấy là một cái để bác đáng lưu tâm để bỏ tiền ra đầu tư cho bộ âm thanh nhà mình. Và đặc điểm ở cái dòng Siso, nhất là ở trên con T3 này, thì khả năng chống nhiễu, tức là chống sôi ấy, chống noise xe, tiếng Anh gọi noise xe, cực tốt. Bình thường các bác cắm ở trên âm ni thì sôi, cắm ở trên con vang khác thì sôi, nhưng vào con Siso T3 thì nó khử được hết. Phần mềm của con này là cực kỳ thông minh. Đó là khả năng khử chống nhiễu, chống tạp âm. Cái con này khả năng là vô đối. Và khả năng có một đặc điểm nữa, đó là cái dòng này thì hát reverb cho reverb rất là hay, tiếng mic em thấy trội hơn nhiều dòng khác. Giới thiệu sơ qua như vậy để các bác biết về dòng Siso T3. Tất nhiên là nhiều bác đã từng chơi dòng này rồi và em cũng không phải giới thiệu nhiều nữa. Thì các bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0988 322 666. Hôm nay thì những dòng này về giá nó lên cao nên em sẽ bán lẻ cho các bác là 2 triệu 900 nghìn bao ship tặng dây rắc các bác nhé. Tặng dây rắc, nếu âm đi thì sẽ tặng dây Canon hoa sen, còn nếu như là vang đẩy sẽ tặng một cặp dây Canon và dây nguồn. Đấy, bác nào có nhu cầu thì liên hệ em theo số điện thoại là 0988 322 626.